Trại giam Pentridge, Melbourne, Úc là địa điểm tham quan mang đến cho du khách hiểu biết đầy đủ và đôi khi ớn lạnh về hệ thống tư pháp hình sự tại Úc vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nhà giam này đóng cửa vào năm 1929 và trở thành một bảo tàng nổi tiếng tại Victoria kể từ đó. Các buồng giam trong trại giam được chuyển thành những phòng trưng bày nhỏ khắc họa cuộc sống trong ngục tù, hình phạt và câu chuyện về tù nhân nổi tiếng. Phòng giam đầu tiên của nhà tù được xây dựng vào năm 1845 như là một sự đối phó của chính quyền với những mâu thuẫn dẫn đến bạo lực giữa thổ dân và người da trắng. Nhà tù được mở rộng vào năm 1859 vì số lượng phạm nhân tăng lên một cách nhanh chóng do việc khai thác vàng. Những phòng giam mới được thiết kế để có thêm không gian, sự lưu thông không khí và nơi tập thể dục cho tù nhân. Phạm nhân nam và nữ được giam ở những khu riêng biệt. Các nhà bảo tồn đã cố gắng để khách tham quan có thể hình dung sự vận hành và cuộc sống ở nhà tù theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả sự tương tác với nhân viên bảo tồn thông qua kịch nghệ, những phòng giam được giữ nguyên dạng. Các dụng cụ để giam giữ và hành hình tù nhân như còng tay, dây treo cổ cũng được giữ nguyên. Rất nhiều bảng thông tin được trưng bày cạnh các hiện vật trong các phòng giam để giải thích về các hiện vật này hoặc quy trình sử dụng chúng. Chuyến thăm nhà tù trong nửa ngày đã mở mang tri thức về lịch sử tư pháp hình sự Australia. Nó giúp mọi người hiểu hơn về việc nhà cầm quyền đã sử dụng các nghiên cứu cho mục đích cai quản như thế nào, điều kiện kinh tế xã hội, sự bất bình đẳng về quyền lực dẫn đến tội phạm ra sao. Các thông tin và hiện vật cũng giúp người tham quan hình dung tốt hơn những nguyên tắc cơ bản và cách thức vận hành của hệ thống tư pháp hình sự. Quan trọng hơn cả, các thông tin lịch sử giúp khách tham quan nhận thức rõ sự tiến bộ ở thời gian đó. Hình phạt tử hình đã bị loại bỏ và tư pháp hình sự Australia ngày nay nhân đạo hơn so với chính nó ở thế kỷ 19. Cách thức nhà tù được bảo tồn và sử dụng để giáo dục công chúng về lịch sử. Ngoài những chuyến thăm thông thường vào ban ngày, ban quản lý còn thiết kế những chuyến thăm ma, ghost tour, ban đêm dành cho những khách thích cảm giác mạnh. Khuôn viên ngoài trời của nhà tù cũng được cho thuê để tổ chức đám cưới hoặc các sự kiện. Cách làm này cho thấy một di tích khi được sử dụng tốt có thể vừa mang lại lợi ích kinh tế và vừa đạt được mục đích giáo dục cộng đồng.